Xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Rơi Xuống Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì nó là ngày đầu tháng. Thì em xin kính chúc toàn thể các anh các chị có một tháng mới làm việc thật là hiệu quả. Và đặc biệt là vẫn qua được mùa dịch như bình thường. Và quay trở lại ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng cho anh em những mẫu xe mà cửa hàng em mới về rất là nhiều, với phân khúc loanh quanh hơn 200, hơn 300 cũng có. Chúng ta vào chi tiết con mẹc xe trăm. Từ từ để đấy quay con mẹc xe 200. Ta nhìn ngầu không? Vẫn rất là sang chảnh, phong dáng của xe trăm này không lỗi thời. Và đây cũng là cái dòng xe bọn em bán thường xuyên trong thời gian những ngày tháng vừa qua. Đây con này tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng các bác nhé, sơn zin gần như là cả xe. Biển số 30F2297. Bác nào đang quan tâm đến chiếc xe mẹc xe trăm này thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555. Nó thắt xe các bạn nhìn là đen xì luôn cả xe luôn. Và toàn bộ đây là nội thất ghế da zin nhé, zin nguyên bản theo dê hết này, những phần nhựa. Xe còn rất là đẹp và em cam kết cho các bác là không một lỗi nhỏ. Cốp này các bác nhìn, cốp còn như mới này, nguyên màu sơn tây, không có những cái vết xước xát gì này. Bác chủ xe gần như là không có để đồ, những cái đồ nhựa các bác nhìn này cũng còn như mới này. Đây là chiếc xe cực đẹp nhá, mẹ xe trăm sản xuất năm 2007. Thì, với dòng xe trăm 2007 đến là 2009 thì nó vẫn giữ nguyên form như thế này, không có gì thay đổi cả. Quan trọng chất xe thôi phải không ạ? Với động cơ chỉ có 1.8 các bác nhé, và có cruise control và trang bị 6 túi khí, gương kính chỉnh điện, kính auto các bác nhé, ghế điện này, còn da đẹp đến từng những bậc nâng xuống chỉ còn bẩn tí thôi. Cruise control đây, ga tự động, điều hòa auto này, VCD 6 đĩa, hộp tự động 5 cấp, có cả chế độ thể thao, tràn nỉ zin nguyên bản theo xe các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến cái chiếc xe này thì hãy alo ngay cho em mình qua số điện thoại em ghi trên tôi đề và kết nối số Zalo ghi trên tôi đề luôn các bác nhé, để xem được cái hình ảnh chi tiết của xe. Đóng cửa giả rất là chắc chắn, có sàn may ban 5D này, nỉ của nó nguyên bản, cả xe nỉ dưới rất là sạch sẽ luôn. Và chúng ta nhìn cái tựa lưng zin nguyên bản theo xe này, ở đằng sau xe cũng không có bị sạch dưới thì rất đẹp. Cái đằng sau xe này rất đẹp luôn nha các bác, xe cực kỳ thơm tho. Máy nó thì miễn bàn luôn, máy nổ êm ru thưa quý vị các bạn. Xe 200 thì là màu khá là ngầu phải không ạ? Đúng không, xe 200 này thì chúng ta không cần phải chống mỗi khi để cabo vì nó sử dụng ti rồi. Đồng xe các bác nhìn, máy này khô roang, máy zin nhé, máy khô roang này. Toàn bộ răng bệ, toàn bộ sắt xi xe thì bọn em kiểm tra rất là kỹ. Em cam kết cho các bác là xe không có bị đâm đụng hay va chạm hay là bị va quệt. Và em xin được quay sang cái mẫu xe khác nhé, chiếc
Mitsubishi Zinger sản xuất năm 2008 này. Vế xe chưa? Đi. Đây là Mitsubishi Zinger sản xuất năm 2008. Chiếc xe này thì bọn em đang chào bán với mức giá là 220 triệu đồng. Bản đủ nhé, có trang bị túi khí và phanh ABS. Đây ạ. Xe cực đẹp, nốt đẹp, cực đẹp. Và em cam kết cho các bác không có một nỗi nhỏ. Keo chỉ di nguyên bản 100% và xe không có han mòn hay là không có mục mòn gì cả. À, về nội thất của xe thì con này không chê vào đâu được. Đây. Nội thất không gian xe rất là rộng rãi và chiếc xe có mang trong mình động cơ là 2.4 nên ngồi nó rất là khỏe. Hai dàn điều hòa giáp ni và khè luôn. Và em cam kết cho các bác những cái phần nhựa này hoàn toàn là zin nguyên bản theo xe này, không có bắn sơn trước gì nhé. Đèn rất là đẹp, đèn đóm còn rất là trắng sáng, na răng đúc. Giá 225 triệu đồng thôi. Các bác đang quan tâm thì hãy alo cho em số điện thoại em ghi trên tờ đề nhé. Tính tá này nguyên zin hết rồi. Và sang mẫu xe tiếp theo, Chevrolet Cruze sản xuất năm 2016 này. Số sàn máy 1.6, chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 335 triệu đồng. Form mới 2016 thì nó là form mới rồi. Em sẽ đi vào bên trong nội thất. Xe em vẫn cam kết cho các bác là máy số zin nguyên bản theo xe và xe không một nỗi nhỏ. Có trang bị màn hình Android này. Đây để em tí em quay nốt cho em xem luôn nhé. Cảm biến lùi này. Form rất đẹp các bác nhá. Và con này chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu của Chevrolet vẫn là một dòng xe chạy đầm chắc và bền bỉ. Đây này. Toàn bộ tablo tam ni gần như không có những cái bị sứt soát gì sâu gì nặng cả. Đây mát xe đầy đủ hết thôi nhé. Đây những cái chốt bản lề như mới, tất cả mọi thứ này nó chưa ra đâu. Và em sẽ vào cái mẫu xe khác này. BMW X5 sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu năm 2007, nhập Mỹ. Động cơ xe 3.0, xe 5 chỗ ngồi SUV rất là cao, gầm rất cao. Và dòng xe chúng ta nhìn rất là to nhé. Này để chúng ta so với những chiếc này mẹ này. Nhìn này. Hai xe chất nó khác hoàn toàn nhau. Một chiếc xe rất là bề vệ, phải không ạ? Và con này đồ chơi đồ trước đầy đủ rồi. Đăng kiểm của đến tháng 11 năm 2020. Sơn zin gần như là cả xe. Và con này có ghế da voi. Ghế da voi zin nguyên bản, na răng đúc, nhìn cực kỳ là đẹp và bắt mắt và thể thao. Đây là dòng xe hai cầu bán tự động các bác nhá. Và biển số 14A00129. Biển số rất là đẹp, dành cho anh chị nào chúng ta ở Quảng Ninh mà chúng ta thích những cái dòng xe BMW, mà thích sưu tầm những chiếc xe này, xe mà đẹp của dòng BMW X5 nhá. Toàn bộ sườn xe thì xe này thì về đi về làng quá là người ta tưởng xe mới luôn, bởi vì nó đẹp đến từng những cái chi tiết. Và xe chủ xe đi rất ít, chạy 13 vạn zin. Ghế này, ghế không một chút gì gọi là xi nhê vì nhăn nho gì cả. Cửa lắp panorama toàn cảnh này, vô lăng bốn chấu cực kỳ đẹp luôn, vô lăng tích hợp
hộp số tự động có cả chế độ thể thao, màn hình Android đầy đủ rồi, điều hòa auto. Bệ tì tay là zin của nó là không bị mờ, không bị sần một tí gì luôn. Nhớ ghế ba vị trí, ghế chỉnh điện đa hướng này, bơm hơi nâng này vẫn hoạt động bình thường hết các bác nhá. Gương cái chỉnh điện này, rồi là đi kính điện này, gương điện này. Đấy, bật đèn bật tiếc, rồi là tất cả những cái chi tiết của nó thì hoàn toàn là còn rất là đẹp và nguyên bản. Và mới mẫu xe X5 này thì trang bị lên tới 6 hay 8 túi khí an toàn các bác nhá. Đây. Bắp ni đen xì, ghế da voi, gần như là ghế sau không có người ngồi. Alo, ơi. Xe gì? Đi đâu? Ok ok. Ok nhá. Chào nhà các bác. Đấy, và em đang bán với cái mẫu xe X5 này là 295 triệu đồng. 295 triệu đồng nhé các bác nhé. Nội thất toàn bộ là ghế da voi này, các bác nhìn này còn rất là mới này. Tắp ni cũng là sử dụng những cái dòng da cực kỳ xịn sò, rất là bền bỉ theo năm tháng. Không gian rất là rộng nhá, rất rộng luôn. Ơi, alo, không gian sau xe thì các bác yên tâm khi mà chúng ta gập hai cái hàng ghế này xuống nhá, thì đằng sau như một cái giường luôn, rất là rộng. Nỉ của nó còn mới nguyên bản. Và tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn mẫu xe nữa là mẫu xe Mercedes 200, mà con này đây. Đầu clip thì em đã quay các bác rồi, đây là con Mercedes E200 các bác nhé. Đây là Mercedes E, sản xuất năm 2008, số tự động.
Người ngồi luôn này. Hàng ghế trước cũng vậy, toàn bộ lì nguyên bản theo xe hết. Trần pháo rất đẹp. Giá 175 triệu đồng cho chiếc Everest 2006 máy xăng đấy nha các bác nhá. Còn đây là chiếc Innova bản GSR sản xuất năm 2010. Với phiên bản này thì bậc lên xuống rồi là bậc lên xuống trước zin, bậc xuống lên sau zin, vây cá zin. Và cái phần giá lóc cũng là zin nguyên bản theo xe nhá. Và con này màu vàng cát cũng là màu zin nguyên bản theo xe luôn. Đấy. Con này xịn sò rất đẹp luôn, sơn zin còn rất là nhiều. Xe nhìn còn như mới. Nhìn còn như mới nên những cái chi tiết na răng này đẹp, không sơ soát gì cả, lốp náp dày cả dàn. Những cái bậc lên xuống của nó nhìn là rất là vững chắc, lốp náp dày cả dàn. Chỉ sơ cua lốp còn nguyên này. Đó, bên trong chassis này vẫn còn nguyên sơn màu nhà sản xuất, mốc con luôn. Đây là gầm bệ rất đẹp các bác nhé. Gầm bệ phẳng lừ luôn, chúng ta nhìn những đinh tán này từ đầu đến cuối này. Đèn zin theo xe này. Mà đèn zin này với cái phiên bản đời này chúng ta nhìn là đèn nó khác này. Nhìn thang thang tổ ong bên trong rất là đẹp. Con này thì một tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng các bác nhé. Trần nỉ thì như mới luôn này. Không gian 7 chỗ rất là rộng rãi. Dòng xe này rất là rộng, hàng ghế ngồi thứ 7 đây. Rất là rộng phải không ạ? Này, toàn bộ đinh tán, đinh bấm nguyên bản hết này. Xe cực đẹp nha các bác nhé. Các bác mua về là chỉ việc sử dụng và không cần phải làm bất cứ những cái chi tiết gì. Dù là nhỏ nhất những cái tablo tắp ni còn mới đó. Phải keo chỉ thì em cam kết cho bác là zin nguyên bản cả xe. Đây. Vô lăng ra nhìn này, vô lăng như vô lăng mới luôn này. Củ số này hoàn toàn là zin nhá. Những chi tiết nhựa đây, cái này ni lông vẫn chưa thể móc luôn. Giá em đang chào bán cho mẫu xe này là 345 triệu đồng. Mà có bớt cho bác nào mà bản lĩnh thích những cái mẫu xe đời này và nó đẹp, thích xe những chiếc xe đẹp. Đây, với phiên bản 2010 này thì cũng trang bị hai túi khí an toàn nhé. 1 2 này. Vỏ gần như là không có bản matit, anh chị và các bạn yên tâm như vậy. Đang kiểm dài tháng 5 năm 2021 máy đi. Máy nổ cực êm nhé, máy chất cực kỳ luôn. Các bác yên tâm về phần máy. Với những chiếc xe gia đình như này thì không chê được về phần máy của xe và gầm bệ. Chạy êm mà bồng bềnh, êm lắm. Tem zin này. Đang hôm nay là tổ chức cuối năm của cấp 3 của trường. Đây là chiếc Innova 2015 các bác, à 2013. Innova 2013 lên form 2015 rồi. Và mẫu xe này em đang chào là bản con này là có trang bị hai túi khí với dàn điều hòa zin nhá. Hai dàn điều hòa zin, hai túi khí. Xe rất là đẹp. Không có đâm đụng ngập nước tai nạn gì kích gì cả, cực đẹp luôn. Và giá bên em đang chào bán là 335 triệu đồng cho mẫu xe này. Rất thích hợp cho anh chị mua về đi trong gia đình hoặc chúng ta mua về chạy dịch vụ nhá. Đây. Không gian rất là rộng luôn, ghế sau này rất đẹp. Trần nỉ còn sáng trắng như mới luôn này các bác này. Cúp sau là không có bị sơ soát gì cả. Bốn tắp ni nỉ nguyên bản theo xe.
hai má này không có xước xát nhựa nhớ, không có xước xát gì cả. Keo chỉ zin toàn bộ xe rồi các bác nhé, hai phần nhựa sau cốp này chúng ta nhìn thấy cũng không có bị xước xát gì. Bác nào quan tâm đến mẫu xe Innova 2013 lên form 2015 này thì các bác hãy kết nối qua số Zalo em gửi ảnh chi tiết cho các bác nhé. Chúng ta có thể kết nối qua số Zalo hoặc alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555. Và cửa hàng em vẫn luôn luôn cần thu mua tất cả những dòng xe ô tô đã qua sử dụng giá từ 100 cho đến 400 triệu đồng. Anh chị nào đang có nhu cầu bán nên đời xe hoặc thay đổi xe, hoặc anh chị nào đang có nhu cầu muốn trao đổi thì cũng có thể liên hệ cho em nhé, và em sẽ chốt giá cho anh chị và các bạn là tốt nhất. Đấy. Và một lần nữa thì rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã luôn luôn và ủng hộ và đồng hành kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn lại quý vị anh chị và các bạn trong những cái video và những chiếc xe lần sau mới về nhé. Xin trân trọng cảm ơn.